Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay lại channel Riding On. Sau những chiếc bóp cồ tương thích với những rider khác, những vật phẩm cao cấp hơn đã được gửi tới DJ Renrit để chống lại những thế lực còn mạnh hơn cả đám Yamato hay là thủ lĩnh Yamato. Bọn chúng được gọi với cái tên Yamato Rider, sự kết hợp giữa Yamato và những chiến binh. Và để đối mặt những sức mạnh này, Kiss sẽ được nâng cấp như thế nào? Chúng ta cùng bắt đầu với ánh sáng mở đầu cho video lần này, Fever bóp cồ. Golden Fever. Sau cú đấm trời giáng của hình dạng Monster Form, Kiss đã chính thức chiến thắng vòng chơi đầu tiên của DJ Renrit trong series. Anh lại một lần nữa có điều ước, và điều ước lần này của anh không nhằm vào mục đích của bản thân. Chẳng còn gì khi đã trở thành Star of Star of Star. Điều ước của anh là gì mà khiến cho cả Sunri cũng như tên Game Master cũng hết sức ngạc nhiên? Đó là cùng Zidori, quản gia của trò chơi, và Sunri, người dẫn chương trình, trở thành một gia đình. Đó chỉ đơn thuần là bước đầu của anh để tìm hiểu thân phận của hai người và biết được những kẻ đứng đằng sau của trò chơi DJ Renrit. Kế hoạch của Ace cũng dần bị tên Game Master Zidori nhận ra. Hắn ta cũng cử một rider khác là Panzak, sử dụng tất cả những trò hèn hạ có thể nhằm hạ bệ Kiss, từ việc giả vờ đau bụng trong trò chơi đôi để Kiss bị hội đồng bởi đám Yamato, cho tới việc sửa lại tất cả những mật mã của Yamato nhằm mục đích để Kiss thất bại trong trò chơi giải mã câu đố thoát khỏi mê cung. Với tài năng cũng như sự nhạy bén của mình, Ace đã dễ dàng vượt qua tất cả. Nhưng không phải chỉ có tên Game Master là lộ diện cũng như hoạt động trong vòng chơi này. Một nhân vật mới, ông chủ vườn ươm cũng được giới thiệu. Ông ta là kẻ đã nuôi cấy Yamato và có mối quan hệ mật thiết với DJ Renrit cũng như Game Master, chứ không phải là một thế lực từ ngoài hành tinh như ban đầu DJ Renrit giới thiệu. Ông ta cũng đã nâng cấp Yamato của mình với chiếc thắt lưng DJ River và chiếc bất cồ đặc biệt với sức mạnh của Yamato, biến bọn chúng trở thành những kẻ thù khó nhằn của những Rider mang tên Yamato Rider, những kẻ có khả năng tái tạo và mọc ra thực vật từ trên toàn bộ cơ thể của mình, cũng như sẽ trỗi dậy bằng những tên Yamato khác khi chúng chiếm giữ những DJ River khi Rider đánh bại những tên Yamato Rider trước. Sự bất cập này cũng làm Game Master Zidori không thể nào đứng yên. Ông ta trao cho tất cả mọi người vật phẩm nâng cấp mạnh nhất lúc đó, Fever Buckle, chiếc buckle vàng kim với những vì sao tinh tú lấp lánh trên đó, sức mạnh ngàn sao còn vượt trội hơn so với cả Monster Form cùng với chiếc cân gạt sẽ đưa họ đến sức mạnh may mắn nào đó. Không làm mọi người thất vọng, Kiss mặc dù cũng bị dàn xếp để không có được Fever Buckle, nhưng với khả năng của mình, anh đã đánh bại được tên Yamato và có được chiếc buckle quý giá này. Kết hợp cùng với Boost, thứ vũ khí không thể nào sử dụng, do nếu sử dụng anh sẽ mất đi sức mạnh còn lại này của mình. Trong tình thế ngặt nghèo, phải kết hợp nó cùng với chiếc Fever, và thần may mắn đã gọi tên anh. Anh đã chuyển hóa được thành sức mạnh tối thượng của Fever Buckle có thể mang lại, Fever Boost, hay đơn giản hơn là Boost Boost ở cả hai nửa trên và nửa dưới của cơ thể. Toàn bộ cơ thể của anh chỉ đơn thuần giống với tên gọi là Boost ở trên và Boost ở dưới. Nó chỉ khác biệt là phần khăn tròn cổ của anh. Anh đã có thêm một phần khăn tròn cổ màu vàng trùm lên phần khăn cổ màu trắng cam của anh. Ở trạng thái này, Kiss như một cỗ máy chiến đấu, được tăng cường tốc độ cực kỳ linh hoạt. Toàn bộ những ống xả của anh được hoạt động liên tục để tạo nên lực đẩy. Từng cú đánh của anh được gia tăng đáng kể. Một cú đánh được tăng cường phản lực, có khả năng phá hủy được đòn tấn công Dark Strike của tên Yamato. Ngoài việc tận dụng để gia tăng lực đá và lực đấm như hình dạng Boost cơ bản, anh cũng có thể xoay chuyển những ống bô nhằm tạo ra những cú trượt dài, né tránh tất cả những đòn tấn công của kẻ thù. Anh còn tận dụng cực tốt việc sử dụng cả 4 ống xả một lượt, tập trung tất cả những ống xả từ tay và chân của mình để ra một cú Rider Kick cực mạnh. Đây không phải là đòn Rider Kick mà chỉ là cú kick do anh tự sáng tạo ra bằng cách sử dụng 4 ống xả cùng một lượt mà thôi. Tất nhiên, đã nhắc tới Boost, chúng ta phải nhắc tới con cáo chuyển hóa thành chiếc xe của anh. Anh tận dụng khả năng lái điêu luyện của mình. Dù đoạn phim này cũng không có quá nhiều điều đặc sắc, nhưng thực chất nó lại ẩn chứa một khả năng cực kỳ bá đạo từ Kiss. Anh có khả năng lái xe trong phạm vi cực hẹp. Mặc dù đây là một chiếc xe máy được gắn những chiếc động cơ phản lực vào người, nhưng anh vẫn có thể điều khiển nó một cách cực kỳ thành thục. Ngoài việc lái xe cực kỳ điêu luyện trong phạm vi không gian kính, anh còn tận dụng tăng cường lực đẩy và sử dụng chiếc xe từ Boost trên mọi mặt phẳng để di chuyển. Đòn tất sát gọi tên Golden Fever Victory. Anh chuyển hóa chiếc xe của mình thành một vũ khí cầm tay giống một chiếc lưỡi cưa, dán hàng loạt đòn tấn công, sau đó ném thẳng chiếc xe máy Boost vào mặt của tên Yamato Rider, tạo ra một vụ nổ cực lớn và tiêu diệt hắn. Sức mạnh của Fever Boost đã giúp anh thoát khỏi vòng vây và giải cứu tất cả mọi người. Nhưng nó cũng đồng nghĩa với việc Boost Buckle sẽ rời khỏi tay của Ace. Anh chẳng còn lại vũ khí gì. May mắn không phải là thứ duy nhất mà Ace sở hữu. Anh còn có mưu lược và chiến thuật.
nhìn thấy được trò chơi lần này, người chơi sẽ phải bảo vệ cho một người dân vô tội. Chỉ có duy nhất tên Benjack, hắn ta lại được cử để bảo vệ Sumuri, một người đáng lý ra không thể nào có trong trò chơi lần này. Anh nhận ra ngay vấn đề và hiểu rằng họ đang hợp tác với nhau để loại bỏ anh, vì anh đang muốn tìm hiểu quá nhiều thứ liên quan tới design Renrit. Đúng như anh nghĩ, Benjack chính là kẻ đã đảo đi vị trí những ký tự trong phòng nhằm đưa ra lời giải sai cho Kiss, cũng như để chống lại tình trạng hiện tại khi Nago không đủ giúp anh hoàn thành trò chơi lần này. Anh cần một người đồng minh tin tưởng hơn. Và thật tình cờ, Tycoon cũng là một trong những nạn nhân bị bắt vào trò chơi lần này. Tận dụng việc một rider đã già và lớn tuổi, ông ta đã trao tất cả quyền tham gia trò chơi cho Tycoon. Được sự đồng ý của Game Master, Tycoon đã trở lại. Phần quà anh nhận được, chiếc Magnum Buckle trong lần trở lại lần này, đã được anh trao cho Kiss để cảm ơn Kiss đưa mình quay trở lại. Tận dụng sức mạnh từ Magnum để tham gia trận chiến cuối cùng, tất cả những rider cùng roll ra sức mạnh tối thượng của mình, nhưng không phải ai cũng may mắn như vậy. Trong lúc tất cả mọi người đều rơi vào bước đường cùng thì họ đã bật được sức mạnh tối thượng của thần may mắn. Ace cũng nằm trong số đó khi kích hoạt được hình dạng Magnum Magnum. Hình dạng này cũng giống như Boots, là hai phần của Magnum ở trên và dưới cùng với cắm khăn tròn cổ với ngôi sao đặc trưng bao phủ lên tấm khăn tròn cổ cũ. Anh được hẳn hai khẩu Magnum Shooter, kèm với đó là hai khẩu súng trên tay và trên chân của anh. Kiss tận dụng hầu hết tất cả những vũ khí của mình để tạo ra lợi thế trong phạm vi tấn công. Hai khẩu súng trên phần cổ tay tấn công kẻ thù ở phạm vi gần, như phần cặp chân sẽ giúp anh dùng những cú nhào lộn và đá xoay để tạo những phát bắn giải thoát dòng dây. Một cặp Magnum Shooter luôn được anh cầm trên tay để nã hàng loạt phát đạn vào người kẻ thù. Nếu nói Fever Magnum là form mang cho Kiss những khẩu súng được trang bị tới tận răng thì cũng không sai. Hai khẩu Magnum Shooter ngoài việc nã đạn riêng lẻ còn có thể kết hợp lại với nhau giúp anh dễ dàng tiêu diệt được tên Yamato Rider. Đòn tất sát làm nên thương hiệu, tận dụng toàn bộ sức mạnh của Fever Magnum Golden Fever Victory. Anh lao lên không trung, dùng những cặp súng bắn hàng loạt phát đạn vào không trung. Những đòn tấn công này tưởng chừng như là màu, bất ngờ rút ra cặp Magnum Shooter nã thẳng vào tên Yamato Rider. Tất cả những viên đạn từ khắp không trung đột nhiên tụ hợp lại một điểm, với một loạt đạn có thể thậm chí đến hàng ngàn viên, xuyên phá tên Yamato Rider mà hắn ta chẳng thể nào làm gì được Giz. Command Twin Buckle. Kế hoạch để lộ bỏ Kiss càng được Zeruri củng cố mạnh mẽ hơn. Sau khi Kiss vượt qua trò chơi mê cung bằng cách tiêu diệt toàn bộ đám Yamato Rider cũng như giải mã được ngôn ngữ của Yamato, anh bây giờ như một chiếc gai trong mắt của tên Game Master. Hắn ta cảm thấy anh đang đe dọa tới sự thật liên quan tới trò chơi Design Renrit, cũng như là kẻ cần phải bị thay thế do chiến thắng của anh đã quá nhiều. Kế hoạch này được hắn thực hiện qua trò chơi tiếp theo, trò chơi giữ ghế. Một tên Yamato sẽ có khả năng đánh cắp thắt lưng Design Driver từ mọi người. Họ phải nhanh chóng tìm ra được chúng, đánh bại những tên Yamato bằng cơ thể của một người bình thường nhằm lấy lại chiếc thắt lưng và chuyển hóa. Không lấy được chiếc thắt lưng sau khi tên Yamato bị đánh bại sẽ là kẻ phải biến mất. Có lẽ lần này thần may mắn đã không mỉm cười với Ace khi anh ta không giành được chiếc thắt lưng nào. Ace đã được một kẻ bí ẩn, một người trong ban tổ chức, gửi cho anh một vật phẩm. Vật phẩm này về sau chúng ta sẽ biết là do người hỗ trợ của anh cung cấp cho Ace. Nhận được vật phẩm hỗ trợ mới, thứ mà làm cho Game Master cũng phải kinh ngạc. Ông ta vẫn chưa bao giờ thêm vật phẩm này vào Design Renrit. Nó với tên gọi Trim Buckle, nhưng đơn thuần chỉ là một chiếc buckle cơ bản. Chữ Trim ở đây là gì? Ace không còn nhiều thời gian để suy nghĩ, chụp lấy chiếc buckle bất ngờ bay tới, mượn chiếc Design Driver từ Tycoon với lời hứa sẽ trao tất cả buckle mà anh sở hữu sau khi sử dụng xong Design Driver, nhập Core ID và chuyển hóa thành hình dạng đầu tiên, Rising Form. Tất cả gì Kiss thay đổi chỉ là phần gương mặt. Anh giống hệt với Android, gắn vào đó một cặp kính đến từ tương lai, chiến binh đến từ một không gian hoàn toàn khác. Cùng với đó là thanh Rising Sword, thanh gươm năng lượng với hai đầu lưỡi được trang bị hai màu sắc neon cam và xanh, toát ra nguồn năng lượng hủy diệt đến từ tương lai mà nó mang lại. Rising Sword rơi vào tay của Kiss, thứ vũ khí tưởng chừng như đơn giản lại chưa bao giờ được anh sử dụng. Anh đã sử dụng rất nhiều thứ, từ cung nỏ nắm đấm cho tới cả chiếc vòi phun nước, nhưng lại chưa bao giờ cầm trên tay một thanh gươm. Những đòn tấn công tạo ra luồng điện cam và xanh, những nguồn năng lượng từ tương lai này dán hàng loạt nhát chém vào người của đám Yamato. Từng nhát chém là tiêu diệt, là hủy diệt, là cắt đôi. Nó là sức mạnh từ vũ khí tối thượng đi cùng với người có kỹ năng tối thượng. Nguồn năng lượng tỏ ra xung quanh của nó đủ sức để hủy diệt tất cả những tên Yamato đứng cạnh anh. Chỉ còn lại tên Yamato vẫn còn đứng vững trước những nhát chém từ Rising Form. Twin set.
Gauntly. Jet. Cannon. Ready. Fight. Với tên gọi Dream Buckle, có một chiếc buckle được đính kèm với thanh Rising Sword. Anh rút nó ra sau khi thanh kiếm được sạc đầy và thực sự kích hoạt khả năng từ Dream Buckle. Anh chuyển hóa hình dạng đầu tiên, Command Form, với sức mạnh từ Canon. Là phần hoàn thiện của Rising Form, anh được trang bị một bộ giáp công kênh với những chi tiết máy móc và kim loại. Cùng với điểm tô là hai màu xanh và cam neon đặc trưng, Canon là xanh và Z là màu cam. Phần pháo được gắn trên vai của anh giúp anh bắn ra những quả cầu năng lượng tấn công kẻ thù. Chúng sẽ tạo ra những vòng cung để tấn công kẻ thù từ những phạm vi mà bọn chúng không thể nào ngờ tới. Kết hợp cùng với thanh Rising Sword, Kit gần như bất bại ở phạm vi tầm trung. Không kẻ thù nào khả năng chống đỡ được anh, cho dù đó có là Yamato Rider. Phần bên dưới Z chỉ giúp anh có được một lực đẩy nhỏ nhằm gia tăng khả năng nhảy của bản thân cũng như hạn chế va chạm khi tiếp đất là tất cả gì mà phần chân Z mang lại cho anh ở trạng thái Canon. Đòn tất sát của anh để kết liễu tên Yamato Rider, Command Dream Victory. Lúc này phần Z mới thật sự phát huy công dụng của nó. Đôi cánh được mọc dài ra để cắm thẳng xuống đất. Nguồn năng lượng từ hai khẩu cannon tạo nên phát bắn cực mạnh. Anh là một khẩu pháo laser đến từ tương lai, thổi bay tất cả những kẻ thù được nguồn năng lượng khủng khiếp này đi qua. Thật đáng tiếc, Command Cannon Mod là thứ duy nhất mà Kid sử dụng được. Anh vẫn chưa thể nào tận dụng được phần còn lại. Tất cả mọi thứ đã được Game Master dàn dựng, Kiss đã bị loại bỏ và anh chỉ trở lại bằng sự thông minh của mình. Đưa tất cả những dẫn chứng vào căn phòng mà mình tỉnh dậy, anh đã nhớ lại tất cả sau khi bóp pha bị tiêu diệt và giành lại quyền thi đấu bằng chính điều ước mà mình đã thực hiện trong quá khứ. Tôi sẽ tham gia Design Read cho đến khi mình không còn sống nữa. Điều ước được thực hiện và anh lại một lần nữa trở thành Rider. Anh đã tận dụng tất cả những bất cầu mình có để vượt qua trùm cuối của vòng này. Một chiếc phi thuyền khổng lồ giống với vòng chơi đầu tiên được mở ra. Không cần phải tận dụng Push khi anh đã có sức mạnh tối thượng từ Dream Buckle. Sạc đầy Rising Sword và lần đầu tiên chuyển hóa hình dạng Z. Z trang bị cho anh một chiếc máy bay phản lực với hình dạng cũng tương tự như Canon nhưng thay vì một khẩu pháo. Anh sẽ có một cặp cánh của những chiếc chiến cơ được gắn trên vai, giúp anh bay lượn trên bầu trời. Phần thân trên của Z chỉ giúp anh điều hướng là chính, còn phần động cơ phản lực lại chính là khẩu pháo Canon, thậm chí là bay cao vượt trội so với chiếc phi thuyền bay đang ngấp nghé trên đầu của anh. Lao lên không trung cùng Rising Sword để tận dụng khả năng di chuyển của mình, né tất cả những đòn tấn công mà chiếc phi thuyền giáng vào người anh. Khả năng của hình dạng Z còn được Kiss tận dụng trong trận chiến cùng với Tycoon ở hình dạng Canon. Z linh hoạt hơn Canon rất nhiều và anh dễ dàng né tránh tất cả những đòn tấn công mà Tycoon bắn vào người mình. Cũng như dùng nó làm được đẩy chống lại những kẻ thù có sức mạnh lớn hơn mình. Đòn tất sát lần này anh sẽ lao lên không trung bằng lực đẩy từ khẩu Canon. Nguồn năng lượng sẽ tập trung vào thanh Rising Sword. Anh lao thẳng vào phía chiếc phi thuyền, tạo bản thân trở thành một mũi tên, xuyên phá thẳng chiếc phi thuyền từ vỏ ngoài của nó. Không cần phải tấn công từ bên trong như lần đầu anh sử dụng Push, anh xuyên phá chiếc phi thuyền và đáp xuống mặt đất, tạo nên vụ nổ khổng lồ và clear màn chơi. Chúng ta đã hoàn thành mục tiêu 10.000 subscriber. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã ủng hộ kênh mình từ ngày đầu tới tận bây giờ. Chúng ta sẽ cùng đến mục tiêu tiếp theo là 2.000 subscriber. Nếu bạn thấy video này hay, hãy like và subscribe để mình đạt được cột mốc đó nha. Và cũng như mọi khi, đây là kết thúc video. Mình là Rider On. Thanh Quá Trình. Hẹn xin.